chào các bạn đến Tinnhanh 24/7. Xem trước MV Agusta Superveloce 800 2020 được tiết lộ chi tiết. Mặc dù vừa trở lại dây chuyền sản xuất do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào tuần trước, thì mới đây MV Agusta đã gây bất ngờ rất lớn khi giới thiệu cái chiếc Superveloce 800 phiên bản mới cho năm 2020. Đây là phiên bản màu đen với diện mạo bên ngoài bắt mắt và hiện đại hơn. Như chúng ta đều biết, cái phiên bản màu của chiếc MV Agusta Superveloce 800 từng được giới thiệu trong cái cuộc triển lãm là EICMA năm 2009, trước đó là cam màu đen và đỏ, trông rất là bình thường. Do đó, trong cái năm mới, thương hiệu nước Ý đã quyết định điều chỉnh một cái sắc màu mới trông hấp dẫn hơn, bao gồm có cam màu đen, Metadip Carbon Black và cam màu đỏ. Ngoài ra, thông số kỹ thuật của MV Agusta Superveloce 800 2020 thì muốn được giữ nguyên. Đó là có động cơ 3 thành, dung tích là 798cc với một trục kiểu quay ngược, đem lại cái mức công suất đạt ở con số 153 mã lực tại vòng tua là 13.000 vòng trên phút, mô men sát cực đại 88 Nm tại vòng tua là 10.600 vòng trên phút. Đối với hệ thống treo bao gồm cái phụ trước hành trình ngược Marzocchi 43 mm, có thể điều chỉnh phụ sau là monoshock đến từ Sachs. Hệ thống phanh đáng chú ý là của Brembo 4 bit với cặp đĩa là 320 mm, phía sau là Brembo 2 bit tương tự như S3 800 2019. Về mặt tính năng được xem là cung cấp khá đầy đủ, như một cái màn hình TFT 5 inch, cruise control, kết nối điện thoại thông minh và Bluetooth, hệ thống ga điện tử và nhiều chế độ lái, hệ thống kiểm soát mua sẵn, kiểm soát lực kéo, Quickshifter 2 chiều, ABS Sport 9+. Đối với mức giá của chiếc MV Agusta Superveloce 800 2020 đã đạt ở mức tương đương gần 20.000 euro, rơi vào khoảng là hơn 510 triệu VND. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.